Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2020. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chịu ưng nào sản phẩm bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ người xem và lựa chọn đầu tiên. Và mấy ngày hôm nay thì mình bận công việc thì mình không lên được clip. Thì buổi tối ngày hôm nay thì mình sắp xếp công việc gọn gàng thì mình sẽ lên clip bán và thanh lý lại điện thoại cũ cho bạn. Và để đáp ứng nhu cầu của bạn thì hôm nay về mình về được là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cây Samsung Note 8. Note 8 thì cực kỳ là hot. Tại vì biết tại sao là hot không? Tại vì một thời của nó là siêu phẩm Note 8 nhé. Rất nhiều tính năng. Đấy. Thì mình cũng giới thiệu qua sản phẩm Samsung Note 8 bên mình ấy. Note 8 bên mình này. Note 8 bên mình thì hôm nay nhà mình vừa được về được 9 cây. Thì là mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình của Samsung Note 8 này. Note 8 con này thì là nó màn hình của nó là 6,3 inch các bạn nhé. Note 8 thì màn hình nó là 6,3 inch tràn viền. Độ phân giải màn hình của nó độ 2K nhé. Tại vì nó hơn những hẳn những sản phẩm mà Samsung bây giờ là nó là 2K. Tại vì ngày bây giờ toàn full HD cộng thôi nhưng không có 2K. Nói chung là 2K các bạn xem phim 2K thì quá tuyệt vời luôn. Nghe nhạc xem phim cực kỳ tuyệt vời. Và tất cả sản phẩm bên mình đều là máy Hàn, hai sim hai sóng nên các bạn yên tâm nhé. Tính năng cực kỳ là hay ở trên Note 8. Các bạn có thể là tối màn hình như này, các bạn gõ vào đây là sẽ sáng màn hình, các bạn kích vào đây là sẽ mở luôn khóa màn hình nhé. Đấy, rất là tiện lợi này. Đây, các bạn gõ đây là sẽ là mở luôn màn hình nhé, rất là tiện lợi ạ. Đấy, Note 8 này mình sẽ kết nối wifi và mình sẽ xem phim nghe nhạc cho các bạn xem sản phẩm Samsung Note 8 đấy các bạn nhé. Đấy, Note 8 đấy bên mình cực kỳ là chạy. Thì hôm nay mình về được 9 cây thôi. Hàng dạo này thì rất là khan nhưng mà mình sẽ cố gắng bán cho các bạn với giá là ưu đãi nhất nhé. Đây mình sẽ vào. Đây Covid thì đợt này cũng đây. Toàn tin mới nhất Covid cũng chết nhiều lắm, Việt Nam mình cũng mất nhiều lắm nha. Nguy hiểm lắm các bạn ạ. Thì đang dịch Covid đang nói chung là diễn biến rất phức tạp thì các bạn có thể là nên đi lựa chọn là mua hàng online. Tại vì mua hàng online các bạn phải ngồi ở nhà thì các bạn có sẽ có người mang điện thoại tới, các bạn không phải đi đâu, rất là tiện lợi nha các bạn nhé. Đây mình sẽ vào xem là nhạc vàng à, duyên phận. Đây mình sẽ nghe nhạc vàng cho bạn nhé. Đây. Đây loa cực kỳ là hay, rất là to. To lắm. Đấy, nghe nhạc thì cực kỳ hay nhé. Ở dưới mình thì đang mưa bão rất là to. Đang mưa bão to lắm. Đang mưa bão ngoài, đang mưa bão to lắm. Đây, Note 8 thì có hỗ trợ cái bút rất là thích này. Nhà các bạn mà có em nhỏ mà học viết, học vẽ, các bạn có thể là mua sản phẩm Samsung Note 8 này. Các bạn về viết vẽ cực kỳ tuyệt vời nhé. Đấy, Note 8 thì nó có bút rất là tiện lợi. Đấy, đấy đang mưa to lắm các bạn. Đấy, đây, Note 8 đây ạ. Note 8 thì nó là hai camera, chân sạc của nó chân sạc Type C nhá. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhá. RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Đây camera chụp ảnh tuyệt vời luôn. Camera chụp ảnh tuyệt vời luôn. Đấy, rất là sắc nét nhá. Note 8 này. Đây nhà mình nay về 8 cây thì mình sẽ báo giá tình trạng từng con một nhá. Đấy, con đầu tiên. Con này thì hôm nay mình vừa quên mất mình chưa nhập mật khẩu. Con đầu tiên là màu xám này các bạn nhé. Đây là màu xám đấy ạ. Mình thằng cu em thì mình đã cài mất mật khẩu được, mình chưa mai mình hỏng mật khẩu. Con gì nhỉ? Đây ạ. Con Note 8 màu xám này nhé. Đây ạ. Màu xám. Hình thức của máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Con này chỉ là màn hình thì chỉ bị hơi ám một chút thôi các bạn nhé. Đây. Đây hơi ám một chút ạ. Hơi ám một chút. Thì con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.700.000. Đấy. 3.700.000. Rẻ hơn cả giá thay màn hình nhá, nên các bạn cứ yên tâm về giá cả bên mình nhá. Note 8 con này thì hơi bị ám một chút. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3.700.000. Đây con này nhá, con màu hồng đấy nhá. À con màu gì nhỉ? Màu xám đấy các bạn nhá, con số 1 nhá. Mình sẽ đánh dấu từng con một để các bạn lựa chọn nhé. Hôm nay thì mình bên mình về rất nhiều, nên các bạn yên tâm lựa chọn đi ạ. Con số 1 này bên mình đang bán cho bạn 3.700.000, rất là rẻ cho các bạn nhé. Con số 1 là 3.700.000 nhá.
Và con số 2 thì mình sẽ định giá các bạn luôn. Đây. Con số 2 màu xám này. Màu xám này. Đây. Màu xám hình thức cũng đẹp, trên 90%. Cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì gọi là hơi ám nhẹ một chút thôi các bạn nhé. Đây. Hơi ám nhẹ một tí trên này thôi. Đấy. Bên mình đang bán các bạn với giá là 4.200.000. Đấy, 4.200.000 con này nhá. Đấy, 4.200.000 con màu xám này nhá. Con số 2 là 4.200.000 nhá. Con số 3, số 3 màu xanh đẹp lắm. Đây. Con này số 3 thì là màn chỉ bị chấm một tí tí mực đây thôi. Nhưng mà màn không ám các bạn nhé. Chấm một tí tí mực đây, nhưng mà màn không ám các bạn nhé. Đấy. Chấm một tí tí mực. Nhưng mà được cái màn thì nó không ám. Con này thì màn đẹp không ám nhưng mà chỉ chấm tí tí mực ấy thôi. Con này thì bên mình máy đẹp keng luôn này. Đẹp là trên 90% luôn. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.700.000 các bạn nhá. Chỉ với 3.700.000 các bạn sử dụng sản phẩm Samsung Note 8 nó bị chấm một tí tí gì đâu. Đấy. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3.700.000 nhá. Đấy, con số 3 này. 3.700.000. Đấy, tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn nào thứ sản phẩm nào mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở đây, Zalo mình, và đây là hai số điện thoại của mình, và đây địa chỉ cửa hàng của mình. Các bạn nào gần có thể lấy qua trực tiếp cửa hàng của mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ đồ một tuần và bảo hành là 6 tháng đấy, các bạn yên tâm nhá. Con này số 3 này. 4 a à, gì nhỉ? 3 triệu này. 700.000 này. Con này không ám ô nhá, con này không ám. Chỉ bị tí mực thôi nha các bạn nhá. Đây con số 4 màu hồn này, màu hồn thì vỏ cũng khá là ok, vỏ thì còn 90% các bạn nhé. Cái sim nó tống vào cũng mất chết, mua to lắm, dưới mình đang mua to lắm. Đây. Con này là chỉ bị hơi bị con này là chỉ bị hơi bị lưu trữ một tí ra đây thôi. Đấy. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3.600.000 nhá. 3.600.000 đấy ạ. 3.600.000 các bạn nhá. Màu gold nhỉ. Đấy. Con này 3.600.000 nhá. Con số 4 nhá. Đấy, giá toàn hơn 3 triệu các bạn yên tâm nhá. Đây con này thì đẹp quá này. Con này thì là màn bị hơi bị ám hồng một chút nhá. Hơi bị ám hồng một chút màu gold. Hình thức con này máy đẹp keng luôn, đẹp trên 90% luôn. Con này mình bên bán các bạn với giá là 3.500.000 con màu gold này nhá. 3.500.000, 3.500.000 các bạn. Đấy mình giới thiệu nhanh cho các bạn lựa chọn luôn. Bởi vì mình cũng mệt lắm rồi, hôm nay mình cũng mệt. Số 5 này. 3 triệu này. 500.000 đấy. Đây. Đây và con này là con số gì nhỉ? Và con này là con số gì nhỉ? Và con này là con số 6 đi. Số 6 này. Đấy, con này thì là màn không ám, chỉ bị hơi bị lưu một tí tí đây thôi. Bên mình đang bán các bạn với giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000 con màu đen này nhá. RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Đây màn không ám, đẹp không ám, chỉ bị hơi lưu tí 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 thôi. Bên mình đang bán các bạn giá là 4.200.000 nhá, con màu đen này. Con số 6 nhá. Đấy, số 6 là 4.200.000.
Đây con màu đen này nữa này. Con màu đen này màn đẹp không ám, nó chỉ bị hơi bị lưu một tí đi rồi. Tí đi đi đây thôi, các bạn nhìn kỹ mày thấy nhá. Đấy, bên mình cũng bán bạn với giá là 4.200.000 một con nhá. 4.200.000 nhá. Rất là rẻ, các bạn cứ chọn nhá. 4.200.000 đấy. Đấy. 4.200.000. Con này là số 7 này. Con số 7 là 4.200.000 nhá. Lót 8 rất là nhiều ạ. Đây. Con này thì màn đẹp. Đây. Để nói màn cực kỳ đẹp nhá. Con này thì màn đẹp nhất nhá. Đây con này thì màn đẹp nhất. Đó. Màn đẹp nhất luôn. Mất chết. Đấy, con này thì màn đẹp nhất. Đấy, bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu gì nhỉ? 4.300.000 các bạn nhá. Này màn đẹp nhất 4.300.000 đấy. Hình thức rất là đẹp. 4.300.000 các bạn nhá. Con này là con số số 8 này. Số 8 này, 4 triệu này. 300.000 cho các bạn nhé. Đấy, số 8 4.300.000. Đấy. Đây. Con này thì hình thức cũng khá là đẹp này. Đẹp trên 90% này. Thì con này gọi là màn gọi là hơi ám tí 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 này thôi. Bên mình đang bán các bạn với giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000 con số 9 này. Các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhá, bình thường không thấy nhá. 4.200.000 số 9 này. 4.200.000. Đấy. Và tất cả sản phẩm này mình có 9 con lót 8, thì bạn nào thích sản phẩm số nào thì bạn nhanh tay liên hệ 7 giờ sáng các bạn liên hệ trực tiếp mình là sớm nhất nhá. Để đặt từng số một nhá, mình sẽ đánh dấu từng số các bạn chọn thì liên hệ cho mình nhá. Đấy. Đây mình sẽ tạm thời là bỏ đến đây. Ở đây mình sẽ để được. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là con này là con gì nhỉ? Đây. Zmi 5i của nó là 1 camera, 2 camera, 4 camera, 5 camera này, vân tay này. Nói chung là Zmi 5i nói chung là rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Đây, giới thiệu điện thoại Zmi 5i. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 64GB, chip của nó là chip Snap 665 các bạn nhá. Đấy, màn hình con này là 6,52 inch HD cộng. Đấy. HD cộng, pin con này là pin 5000 nhé, 6,5 inch này, 6,52 inch. Đấy, pin thì nó pin 5000. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.600.000 nhá. Con này khách vừa mới mua khỏi tay xong này. Đây, máy đẹp leng keng, đẹp như là mời nhá. Đây, máy màu xanh rêu rất là đẹp ạ. Con này thì các bạn chỉ có thiếu mỗi hộp là các bạn thả vào hộp là thành máy mới luôn các bạn nhá. Đây, máy đẹp keng luôn ạ. Này. Pin 5000, màn hình thì hơn 6 inch. Đấy, tội gì các bạn phải đi mua máy mới làm gì. Những mua những sản phẩm như này thì rẻ là rất là nhiều tiền. Mà các bạn bớt được rất nhiều tiền nhá. Bên mình đã bán các bạn giá là 2.600.000 nhá. Zmi 5i nhá. RAM 6GB, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình là 6,52 inch. Đấy, pin thì 5000 các bạn nhá. Dùng tuyệt vời luôn. Những sản phẩm này các bạn mà thật các bạn chiếu đập máy mới hỏng thôi. Bình thường lỗi vặt rất ít nữa. Nên các bạn yên tâm ạ. Đây. Đây. Hôm nay buổi tối ngày hôm nay thì mình về được hai con Vivo Y11 này. Này, Y11 con này thì đẹp lắm. Hai con này đẹp. Hai con Vivo Y11 này thì đẹp nhá. Con này được họ vẫn dán ni lông ở sau này. Y11 này, đấy. Y11 của nó là RAM 3GB nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB ạ. Y11 của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Hình thức là máy đẹp là trên 90% ạ. À, con Y11 này thì là màn hình thì là hơn 6 inch. Màn hình thì là hơn 6 inch. Màn hình là hơn 6 inch, tràn viền, tai thỏ, tai chuột. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Pin con này là pin 5000 nhé. Bên mình đang bán các bạn giá là 2 triệu mốt một con nhé. 2 triệu mốt một con này. Đấy, 2 triệu mốt một con này. Đấy. 2 triệu mốt. 2 triệu mốt một con này. Con này thì bóc với lông dài đẹp như mới luôn. Đấy, 2 triệu mốt con Vivo Y11 nhé.
RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, pin thì 5000 nhé. Đấy, i11 nói chung là Vivo là bền lắm các bạn, xài quá là ok luôn, máy đẹp leng keng nhé. Con này con A3S này, A3S thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Đây A3S thì mình sẽ xem bộ nhớ trong con này là bao nhiêu GB. Đây A3S con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB ạ. Còn A3S này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.650.000 nhé. Oppo A3S 1.650.000. Máy zin nguyên bản, RAM 3GB, bộ nhớ RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình thì là hơn 6 inch tràn viền, tai trâu tai bò. Pin con này là pin hơn 4000, các bạn dùng thì tuyệt vời luôn. A3S này bền kinh người luôn. Với giá chỉ 1.650.000 đồng nhé, con A3S này, Oppo A3S này rất là rẻ, rất là ok cho bạn nhé. Đây con Oppo F5 này. Đấy, F5 thì hôm nay mình vừa mới về thì con này xong. Đây. Đây. Oppo F5, RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu. Máy zin nguyên bản nhá, hình thức là máy đẹp là trên 90% luôn nhé. Đây, Oppo F5 này. Đấy, F5 thì rất nhiều người chuộng, nói chung những sản phẩm này bền lắm. Đây, chỉ với giá là 2 triệu đồng, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân rất là ok. Đây Oppo F5 này. Rất là sướng. Những sản phẩm nào tốt nhất thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý cho bạn, nên các bạn yên tâm về giá cả bên mình nhé. Bên mình thì có lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng, các bạn yên tâm ạ. Đây, và buổi tối ngày hôm nay để đáp ứng nhu cầu các bạn, mình sẽ về là sản phẩm là Sony EZ. Đây Sony EZ này, Sony EZ của nó RAM 3GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 32GB nhé. Sony EZ thì mình có màu hồng này, màu bạc này, và màu đen và màu xanh nhé. Đây, màu xanh này. Đây, màu xanh này. Sony Z. Đấy, Sony Z hôm nay nhà mình về được 5 cây nhá. Đủ màu nhá, màu đen này, màu hồng này và màu bạc này. Và màu gì nhỉ? Và màu xám này. Sony Z thì các bạn cũng đã biết rồi. Trên thị trường đang bán với giá là gần 2 triệu, nhưng mà bên mình cực kỳ thanh lý, cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Sony Z các bạn nó thật sự dùng cực kỳ là sướng luôn. Cái thời điểm năm ngoái mình đang bán toàn là hơn 2 triệu đồng. Sony Z. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong của nó là 32GB, cực kỳ tuyệt vời Sony Z này. Đấy. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.600.000 một con nhé. Đấy. Cổng sạc của nó là cổng sạc tai si. 1.600.000 đây, chân là nghe ấy này. Tai nghe. Đây là nút nguồn và vân tay luôn các bạn nhé. Vân tay sẽ nằm ở đây nhé. Đây là volume và vào đây nút chụp ảnh này. Vào chụp ảnh nhanh đấy. Sony XZ đấy. Đấy. Máy đẹp là toàn trên 90% các bạn nhá. Sony XZ đấy. Đấy, Sony XZ. Máy đẹp toàn trên 90%. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000 một con nhá. Đấy, bên mình thì có ship 3 miền. Nên các bạn nào thích sản phẩm Sony XZ thì các bạn nhắn hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Sony thì mình sẽ bao cho bạn zin từ con ốc một nhá. Bao giá rẻ, nói chung là toàn quốc nên các bạn yên tâm ạ. Đây Sony EZ, máy đẹp là trên 90% các bạn nhé, Sony EZ đấy ạ. Và tiếp theo là sản phẩm là Xiaomi Lot 1S. Đây, Lot 1S thì các bạn cũng đã rõ con này rồi. Thì thời điểm trước thì mình cũng bán con này rất là nhiều. Nên là các bạn yên tâm, Sony gì nhỉ, Lot 1S đấy ạ. Xiaomi Lot 1S. Hôm nay nhà mình về được 5 cây, Xiaomi Lot 1S đấy. Hình thức là máy đẹp là 90%. Con Lot 1S này nó là màn hình của nó là 5,5 inch. Thì là RAM của nó RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Chiến các loại game nhá, PUBG nào thì Liên Quân Mobile nào thì PUBG các kiểu. Ok. Của nó là 2 SIM 2 sóng và có hỗ trợ là 4G LTE nhá. Đây, Xiaomi Lot 1S. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Đấy. Các bạn mua về cho ông bà, bố mẹ, người thân thích sản phẩm trải nghiệm cảm ứng có ứng này, hoặc là các em nhỏ rất là ok nhá. Đấy, hoặc các bạn nào mà thích sản phẩm mà Xiaomi này mà giá bình dân thì các bạn đặt hàng mình sớm nhất nhá. Xiaomi Lot 1S. Đấy. Pin của nó thì pin hơn 3000 sao. Đây, pin cũng khá là ok. Đây, pin thì bay pin 3K1 nhé các bạn nhé. Đây, 2 SIM này, 2 SIM 2 sóng này. Đấy, rất là rẻ các bạn nhé. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Xiaomi Lot 1S thì con này năm ngoái thì mình bán nó thật với các bạn, không biết là bao nhiêu con, có khi vài trăm con, hàng nghìn con cơ. Nhưng mà hôm nay thì bên mình chỉ về được 5 cây thôi các bạn nhé. Vì hàng này bây giờ nó khan lắm, cực kỳ là khan. Thời điểm này quá khan hàng, biên giới thì đang bị tắc. Đâm là cố luồn lách để ít sản phẩm Mi Lot 1S này thôi các bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì bên mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S.
Đây. iPhone 6S con này là bản quốc tế 16GB. Đấy. iPhone 6S bản quốc tế 16GB. Đây, tình trạng pin là 100%. Con này thì bên mình này. Đấy. Hình thức là máy đẹp là 90% các bạn nhé. Đấy, 90% khách dùng ốp rất là dữ. Con này thì bên mình đang bán các bạn phải giá là 2.300.000 nhá. 2.300.000 sản phẩm là gì nhỉ? iPhone 6S đấy ạ. iPhone 6S 16GB con này là màu hồng, bản quốc tế nhá. iPhone 6S đấy, 16GB. Bên mình đang bán các bạn phải giá là 2.300.000 đây. Đây. Con này thì là khách dùng rất là dữ. Nên là các bạn yên tâm, những con sản phẩm mà lướt qua như này các bạn dùng cực kỳ là phê. Máy móc mình đã kiểm tra rồi. Máy zin nguyên bản nên các bạn dùng yên tâm ạ. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Bạn nào thích sản phẩm nào mình thì các bạn nhanh tay liên hệ cho mình, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn nào gần có thể trực tiếp qua cửa hàng mình để các bạn giao lưu và trao đổi và mua bán điện thoại cũ mới. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại vào clip vào tối ngày mai nhé.